Trong video trước, chúng ta đã tìm hiểu Phạm Xuân Ẩn là ai và 4 chiến công tiêu biểu nhất của ông, bao gồm người làm phá sản chiến tranh đặc biệt, dự đoán chính xác phản ứng của Mỹ sau năm 1963, chiến dịch Mậu Thân năm 1968 và khẳng định Mỹ sẽ không đem quân trở lại Việt Nam. Bạn có thể xem lại tại video dưới đây. Câu hỏi đặt ra là vì sao Phạm Xuân Ẩn có thể qua mặt những tay chống cộng khét tiếng nhất Sài Gòn lúc bấy giờ? Hiển nhiên, cả CIA và cơ quan mật vụ lẫn giới chức Việt Nam Cộng Hòa đều là những cửa ải khó. Trong video này, Spy Room sẽ giải thích cho bạn mối quan hệ giữa điệp viên hoàn hảo và hai nhân vật tiêu biểu trong phe đối diện. Từ đó hiểu được vì sao ông lại thành công đến như vậy. Tình bạn giữa Phạm Xuân Ẩn và trùm mật vụ Trần Kim Tuyến. Bác sĩ Trần Kim Tuyến là nhân vật thuộc phe đối diện có ý nghĩa quan trọng nhất trong cuộc đời tình báo của Phạm Xuân Ẩn. Giới thiệu qua về nhân vật này, ông là giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị, Văn hóa, Xã hội, thực chất là cơ quan mật vụ dưới thời Ngô Đình Diệm. Ông từng là cánh tay phải của gia đình họ Ngô và có mối quan hệ thân thiết với CIA lẫn tình báo Anh. William Colby, giám đốc CIA, từng miêu tả Tuyến là người có thân hình nhỏ, chưa đầy 45kg, luôn có vẻ điềm tĩnh và e dè của một nhà nho. Tuy nhiên, dưới vẻ ngoài trầm lặng ấy, Tuyến là một người chống cộng hăng hái, một nhà hoạch định và là kẻ bày mưu đảo chính bậc thầy. Bạn cứ hình dung vai vế của Trần Kim Tuyến trong xã hội đệ nhất Cộng Hòa lớn tới mức dù chỉ mới tốt nghiệp bằng y sĩ tại trường quân y, chưa từng tham gia bốc thuốc cứu người, nhưng cả Sài Gòn thời đó đều nể trọng gọi ông bằng danh xưng Bác sĩ Tuyến. Cơ duyên giữa Phạm Xuân Ẩn và Trần Kim Tuyến. Phạm Xuân Ẩn làm việc với Trần Kim Tuyến sau khi ông đi du học về. Trước đó, họ từng biết nhau khi chính cơ quan của bác sĩ Tuyến đã làm thủ tục giám định lòng trung thành cho Phạm Xuân Ẩn để ông được cấp thị thực sang Mỹ du học. Phạm Xuân Ẩn trở về nước trong bối cảnh tất cả mạng lưới tình báo của ta đều vỡ hết. Thậm chí, cấp trên trực tiếp và là người chỉ thị cho ông ra nước ngoài, đồng chí Mười Hương, người sau này giữ chức bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng đã bị bắt. Để biết bản thân có trong tầm ngắm hay không, Phạm Xuân Ẩn đã thăm dò phản ứng của Trần Kim Tuyến bằng cách nhờ ông ta xin việc. Bác sĩ Tuyến sắp xếp cho Phạm Xuân Ẩn một chân trong văn phòng tổng thống. Vị trí này có thể tiếp cận các hồ sơ của quân đội, quốc hội và hầu như mọi tổ chức tại miền Nam Việt Nam. Sau đó, cũng chính bác sĩ Tuyến giới thiệu Phạm Xuân Ẩn sang Việt Tấn Xã, cơ quan báo chí của chính phủ lúc bấy giờ. Từ đó, cuộc đời họ buộc chặt với nhau và chỉ tách biệt sau tháng 4 năm 1975. Vì sao Trần Kim Tuyến hoàn toàn tin tưởng vào Phạm Xuân Ẩn? Thân phận của Phạm Xuân Ẩn quá hoàn hảo. Trần Kim Tuyến hiểu rằng làm quen với một nhà báo được đào tạo tại Mỹ chỉ có lợi, không có hại. Phạm Xuân Ẩn cũng đối xử với Tuyến chân thành và cực kỳ được việc. Ông luôn nói thật với Tuyến về những phân tích của mình xoay quanh tình hình chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội của Sài Gòn. Tuyến thì mù mờ hoàn toàn về quân sự và các chiến lược tác chiến. Nhưng chính những phân tích của Phạm Xuân Ẩn giúp Tuyến nâng vị thế của mình trong mắt chính quyền đệ nhất Cộng Hòa. Đặc biệt, trong những hoàn cảnh cực kỳ éo le của ông Tuyến, Phạm Xuân Ẩn chưa từng bỏ rơi bạn. Dù mang ơn với gia đình họ Ngô, nhưng tới năm 1962, bác sĩ Tuyến cũng không thể chịu nổi sự phách lối của bà Trần Lệ Xuân, vợ Ngô Đình Nhu, em dâu Ngô Đình Diệm. Bà ta được mệnh danh là rồng cái châu Á và gắn liền với tai tiếng đàn áp Phật giáo lúc bấy giờ. Tuyến hối thúc Diệm gạt bỏ bà Xuân ra khỏi sân khấu chính trị. Ngô Đình Nhu biết tin và tìm cách đẩy Tuyến đi làm đại sứ bên Ai Cập. Rất nhiều người lúc đó đã giữ khoảng cách với Tuyến để tránh rước họa vào thân. Nhưng Phạm Xuân Ẩn thì không. Những năm tháng Tuyến bị bắt vì đảo chính thất bại, Phạm Xuân Ẩn vẫn thường xuyên thăm nom và giúp đỡ cho vợ con của bạn mà không hề sợ vạ lây. Chính điều ấy đã khiến Trần Kim Tuyến hoàn toàn tin tưởng và sẵn sàng chia sẻ mọi kế hoạch đảo chính của mình. Mạo hiểm cả sự nghiệp và tính mạng để cứu bạn. Phạm Xuân Ẩn là người đã chở Trần Kim Tuyến đến số 22 Gia Long và liều mạng đẩy cảnh cổng sắt vừa đủ để Trần Kim Tuyến lách vào và leo lên chiếc trực thăng cuối cùng rời Việt Nam. Rất nhiều người nghi ngờ hành động này của ông. Phạm Xuân Ẩn thừa nhận hành động này hoàn toàn trên tư cách cá nhân. Trần Kim Tuyến đã từng cứu mạng Phạm Xuân Ẩn rất nhiều lần. Ví dụ như khi Phạm Xuân Ẩn vô tình giới thiệu nhầm một điệp viên cộng sản vào làm cho Tuyến. Theo lẽ thường, chỉ thế thôi là đủ để Phạm Xuân Ẩn bay màu. Nhưng chính Trần Kim Tuyến đã tin tưởng ông vô điều kiện và Phạm Xuân Ẩn rất ghi nhớ ân tình ấy. Một câu chuyện khác, vào thời Trần Lệ Xuân cấm đánh bạc,
giới dân chơi Sài Gòn chuyển sang cá cược bằng biển số xe. Phạm Xuân Ẩn không hề biết, chỉ thấy bỗng dưng có những ngày xe ông bị ném đá hơi nhiều. Biết chuyện, bác sĩ Tuyến đã nhắc ông hãy tránh đi vào các con đường của tụi cá độ đó. Thế nên, Phạm Xuân Ẩn chưa từng coi Trần Kim Tuyến là kẻ thù. Trước khi giải phóng Sài Gòn một ngày, Trần Kim Tuyến đã nỗ lực rời khỏi Việt Nam trong tuyệt vọng. Ông ta gọi điện hết tới đại sứ Anh, Mỹ, Pháp và những nhà báo quốc tế thân quen, nhưng đều không nhận được sự giúp đỡ. Phạm Xuân Ẩn là người duy nhất lựa chọn cứu bạn mình, bởi ông hiểu rằng nếu ở lại đây, Trần Kim Tuyến sẽ phải đối mặt với điều gì. Mặt khác, sự ở lại của ông ta không có ích gì thêm cho cách mạng. Những gì Trần Kim Tuyến biết thì Phạm Xuân Ẩn cũng đều biết. Thêm nữa, Phạm Xuân Ẩn vẫn nể trọng Tuyến khi ông ta đã từng dùng quyền lực của mình để thả ra ngoài rất nhiều chiến sĩ cách mạng bị tạm giữ. Phạm Xuân Ẩn không mạo hiểm để cứu Diệm, cứu Nhu hay cứu Thiệu, cứu Kỳ, nhưng ông đã làm vậy vì Tuyến. Bởi những người kia, trong mắt của ông, đều đánh mất tất cả tôn nghiêm, sự chính trực và lòng tốt. Họ chỉ vì quyền lợi của mình. Còn ở Tuyến, ông ta có sự trung thành với lý tưởng cá nhân và còn giữ lại được những phẩm giá tử tế cần có. Đó là sự trọng tình nghĩa, giữ dữ tính và dám chịu trách nhiệm. Mối quan hệ với đại tá Edward Lansdale, chỉ huy CIA, được coi là kiến trúc sư của chế độ Ngô Đình Diệm. Đại tá Edward Lansdale là ai? Edward Lansdale được cho là nguyên mẫu của nhân vật chính trong phim Người Mỹ Trầm Lặng. Ông là người hiện thực hóa lý tưởng xâm lược Việt Nam của Hoa Kỳ. Ông ta sở hữu kinh nghiệm chống cộng dày dặn, trong đó thành công nhất với các kế hoạch tại Philippines. Nhiệm vụ quan trọng của Lansdale là tìm cách thiết lập một chính quyền không cộng sản tại miền Nam. Năm 1954, Phạm Xuân Ẩn được chỉ định làm bí thư phòng chiến tranh tâm lý trong Bộ Tổng hành dinh quân đội Liên Hiệp Pháp tại Camp Omar. Chính tại đây, ông đã quen biết với đại tá Edward Lansdale nhờ vào người anh họ là Phạm Xuân Dài khi giúp anh mình các công việc liên quan tới dịch thuật tại phòng quân huấn phụ trách tâm lý chiến. Lansdale và cả nhóm người Mỹ bạn ông ta đều bị thuyết phục bởi sự thẳng thắn, sâu sắc nhưng cũng khiêm tốn, hài hước và giỏi tiếng Anh nhất Sài Gòn của Phạm Xuân Ẩn. Có một lần, Lansdale hỏi xin Phạm Xuân Ẩn danh sách các thành viên của phòng 5 thuộc Bộ Tổng Tham mưu. Theo lý mà nói, Phạm Xuân Ẩn không được phép tự tiện cung cấp khi chưa có sự phê duyệt của anh họ mình. Thế nhưng, chính sai lầm ấy đã khiến Lansdale kết Phạm Xuân Ẩn như điếu đổ. Và để phục vụ cho mục tiêu nghĩ ra những phương pháp chiến tranh mới tại Việt Nam, ông ta càng chủ động tiếp cận Phạm Xuân Ẩn, thậm chí nhiệt tình giúp đỡ việc đi du học của Phạm Xuân Ẩn sau này. Mối quan hệ của họ vẫn phát triển sau ngày Phạm Xuân Ẩn về nước. Nghề báo cho phép ông viết các bài báo có lợi cho các chính sách của Lansdale. Khi biết Phạm Xuân Ẩn đã làm việc cho Tuyến, Lansdale càng thêm tin tưởng tìm ông tham vấn và bị khuất phục hoàn toàn trước các phân tích sắc sảo về nghệ thuật chống nổi dậy, chiến tranh du kích cũng như các hoạt động quân sự phi chính quyền. Bởi chúng còn có giá trị hơn khối ông quan chức đang giữ ghế trong bộ máy Việt Nam Cộng Hòa. Vì sao Phạm Xuân Ẩn thành công tới vậy? Ban đầu, Phạm Xuân Ẩn nộp đơn xin đi lính nhưng bị trả về vì thiếu súng. Sau đó, ông được đích thân bác sĩ Phạm Ngọc Thạch lựa chọn vào mạng lưới tình báo. Phạm Xuân Ẩn không thích công việc này. Nó gắn với cái gì đó chẳng đàng hoàng, trong khi con người ông thì luôn thẳng thắn, vui vẻ, tếu táo. Khi ấy, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đã nghiêm mặt mà bảo rằng làm cách mạng không được chọn việc. Thôi thì được giao phó điều gì, Phạm Xuân Ẩn sẽ làm hết sức điều ấy. Xét cho cùng, tình yêu chân chính nhất vẫn là tình yêu tổ quốc cơ mà. Ước tính có 14.000 điệp viên cộng sản được cai cấm trong Sài Gòn. Trong đó, chỉ có một người duy nhất chưa từng bị nghi ngờ hay lập hồ sơ theo dõi, đó là Phạm Xuân Ẩn. Có rất nhiều lý do giúp ông trở thành điệp viên hoàn hảo. Trong đó, mình cho rằng có 3 lý do cực kỳ quan trọng sau đây. Lý do thứ nhất là vì ông luôn nhớ mình là một tình báo chiến lược. Ông không bao giờ ăn cắp thông tin hay chụp trộm tài liệu như một tay gián điệp. Rất nhiều lần, tin tức bay ra trước mặt nhưng ông lựa chọn ngó lơ vì biết rằng không có nhiều thứ ngoài nước mưa từ trên trời rơi xuống tới vậy. Công việc của Phạm Xuân Ẩn là nghiên cứu bối cảnh, biết người, biết ta, phân tích các dữ kiện và đưa ra giải pháp phù hợp. Vì thế, ông luôn tiếp cận nguồn tin theo cách đường đường chính chính. Nghề nhà báo cho phép ông làm điều đó khá êm đẹp. Như đã nói, Trần Kim Tuyến hay Edward Lansdale và sau này là giám đốc CIA William Colby đều tự tìm đến ông vì họ luôn thấy được những câu trả lời khách quan, sâu sắc và logic cho các vấn đề của mình.
là một tình báo chiến lược, tin tức của Phạm Xuân Ẩn trước khi gửi đi đều được phân tích kỹ lưỡng, thay vì chỉ chuyển lên cấp trên dưới dạng file raw. Sự phân tích của ông luôn gắn liền với giải pháp. Đó là lý do các báo cáo của Phạm Xuân Ẩn chính xác đến mức tướng Giáp đã thốt lên: giờ thì chúng ta đã có mặt trong phòng tác chiến của Mỹ. Lý do thứ hai, không có cái gọi là vỏ bọc. Phạm Xuân Ẩn yêu nghề báo hơn tình báo, mang đậm chất nhà báo hơn cả chất tình báo. Khác với nhiều điệp viên khác, Phạm Xuân Ẩn không hời hợt với nghề báo, thậm chí cực kỳ nghiêm túc và đam mê trong công việc đó. Ông thạo tin, dí dỏm, lịch thiệp, trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Nhiều điệp viên hay chơi trò tung tin giả để lừa địch. Cách này hiệu quả nhưng không bền. Phạm Xuân Ẩn không bao giờ làm điều đó vì nó nguy hiểm tới cả hai thân phận của ông. Gần như tất cả mọi người đều tin tưởng ông là một nhà báo mê chuyện quân sự, chính trị chứ không đam mê chức quyền. Rất nhiều điệp viên có cái kết bi thảm vì họ đã trót rũ bỏ vỏ bọc của mình trong một khoảnh khắc nào đó. Nhưng Phạm Xuân Ẩn thì không. Nhà báo thực sự là nghề nghiệp đã nuôi sống ông và trở thành một phần con người ông. Lý do thứ ba, xây dựng các mối quan hệ dựa trên sự tử tế và chân thành. Phạm Xuân Ẩn xây dựng mối quan hệ với tất cả mọi người, từ những tướng lĩnh cao cấp tới những tay ma cô, những cô gái làng chơi hay những trung sĩ thấp cổ bé họng. Bởi ông tin rằng họ rồi sẽ đều giúp đỡ lại mình theo một cách nào đó. Chẳng hạn như lần cần lấy khẩu cung của Tám Hà sau chiến dịch Mậu Thân đợt 1, Phạm Xuân Ẩn đã làm việc này dễ hơn tất cả những gì bạn có thể hình dung. Đó là nhờ trung sĩ thám báo gia đình lấy hộ. Hắn đồng ý mà chẳng mảy may nghi ngờ, vì ngày thường ông luôn đối xử tốt với cả gia đình của hắn. Ông chia sẻ, mất nhiều thời gian để thiết lập các nguồn tin. Anh phải thẳng thắn và chân thành, và anh phải bảo vệ nguồn tin của mình. Anh cũng phải giúp họ, nói cho họ những điều họ muốn biết, đãi họ ăn trưa và ăn tối, tặng quà Tết cho họ. Sài Gòn vận hành theo kiểu vòng xoay xã hội này. Thật vậy, Phạm Xuân Ẩn luôn bảo vệ nguồn tin, kể cả là sau này. Khi bị nghi ngờ về những bản báo cáo, Phạm Xuân Ẩn đã quả quyết, tôi chính là nguồn tin. Ông cho rằng, nhiều điều ông biết đều là do bạn bè chủ động cung cấp, ông không thể đẩy họ vào tình huống nguy hiểm. Thế nên, không ai nghi ngờ ông làm lộ thông tin. Một người Việt Nam cô đơn sau thống nhất. Rời xa gia đình và bạn bè. Sau tháng 4 năm 1975, ông phải rời xa gia đình và bạn bè. Do điều kiện chiến tranh, quyết định của Trung ương về việc đi Mỹ hay ở lại của Phạm Xuân Ẩn đã tới trễ. Để đảm bảo an toàn cho gia đình, ông đã sắp xếp để vợ và con mình rời Sài Gòn trước ngày giải phóng. Chỉ còn ông tiếp tục ở lại chờ đợi chỉ thị từ cấp trên và chăm sóc mẹ già. Trong mắt người khác, Phạm Xuân Ẩn vẫn là một kẻ phản bội còn sót lại. Ông canh cánh lo sợ, không biết khi nào sẽ được những chiến sĩ cờ đỏ sao vàng sẽ chĩa AK-47 vào đầu vì họ chưa biết thân phận thật của ông. Ông không chắc mình còn được gặp lại vợ con và bạn bè phía bên kia chiến tuyến. Một người cả đời vui vẻ, hào sảng giữa vô số bạn bè như ông, giờ đây bỗng trở nên đơn độc như một vỏ kén còn sót lại trên tường nhà. Không được phép xuất cảnh và tự do gặp gỡ những người bạn Mỹ. Ngay cả sau này, quan hệ Việt-Mỹ đã nối lại, Phạm Xuân Ẩn vẫn chịu những hạn chế nhất định. Ông muốn quay trở lại Mỹ và tham dự lễ tốt nghiệp của con trai, nhưng đã không thể xuất ngoại vì thuộc nhóm theo dõi đặc biệt. Ông có rất nhiều bạn bè Mỹ. Họ không giận ông, ngay cả khi thân phận của ông được công khai, vì những gì ông đã làm cho họ trong quá khứ. Dù vậy, những cuộc hàn huyên vẫn là điều xa vời. Người ta có lý do để giới hạn tự do của Phạm Xuân Ẩn, vì các hành động của ông trong bối cảnh Việt Nam sau chiến tranh được xem như rất khác thường. Ông đã mạo hiểm cả mạng sống của mình để đưa Trần Kim Tuyến lên chiếc trực thăng cuối cùng rời Sài Gòn trước khi chiếc cổng sắt của Dinh Độc Lập bị hất đổ. Thậm chí mãi sau này, ông còn chưa bao giờ nói xấu người Mỹ, điều gần như là mặc định lúc bấy giờ. Phạm Xuân Ẩn yêu quý những người bạn Mỹ. Họ đã đón chào, dạy nghề rồi lại chăm sóc ông từ khi còn là một sinh viên trường báo tại Orange Coast tới khi ông thành tài ở Việt Nam. Bị nghi ngờ về sự chính trực. Phạm Xuân Ẩn luôn bị nghi ngờ là có CIA chống lưng, dù là trước hay sau cuộc chiến. Sự nghi ngờ ấy xét theo góc độ an ninh quốc gia là bắt buộc phải có. Tuy nhiên, nó rất đau lòng với người đã mạo hiểm cả cuộc đời mình vì tổ quốc như ông. Trong một lần Phạm Xuân Ẩn được mời tham quan tàu USS Vandegrift khi một chiến hạm quân Mỹ đầu tiên cập cảng tại Việt Nam sau năm 1975, một vị đại tá người Việt đã nhận ra ông. Trước mặt rất nhiều quan chức Mỹ, vị đại tá đã nửa đùa nửa thật hỏi Phạm Xuân Ẩn, ông là tướng phe nào?
vẫn giữ sự dí dỏm của mình, ông đáp, của cả hai phe. Vị đại tá có vẻ khó chịu. Dù vậy, những đóng góp của ông là không thể phủ nhận. Sau rất nhiều năm, ông đã nói trong cuốn Điệp viên hoàn hảo, giờ thì họ đã biết tôi chưa hề làm gì sai trái và tôi chẳng thể sống được bao lâu nữa. Tôi đã không phản bội họ. Tôi đã chứng tỏ lòng trung thành với họ nên bây giờ người ta có thể hiểu về tôi. Tôi đã dám rời Mỹ để hồi hương và đây là bài học cho lớp trẻ. Tôi được coi là tấm gương của nhiều người trẻ về tình yêu nước. Sự khác biệt trong tư tưởng. Phạm Xuân Ẩn đã sống với tư duy rất Mỹ và giờ ông cần tư duy như một người Nga. Cả đời ông theo chủ nghĩa yêu nước, nhưng giờ ông bị đẩy hẳn sang chủ nghĩa cộng sản và phải bài trừ những gì thuộc chủ nghĩa tư bản. Ông nghĩ người ta cần tự do kinh doanh, học hành và phát triển bản thân. Nhưng thực tế, trước năm 1986, tất cả đều bị quốc hữu hóa. Đất nước giống như một cỗ máy hỏng vừa mới được sửa chữa tạm bợ, nghĩa là vận hành y ạch nhưng kêu to tựa như một cái thùng rỗng. Phạm Xuân Ẩn phải tham gia lớp học viện chính trị cấp cao tại Hải Dương. Ông nói trong sự châm biếm, đây là năm mà người ta mong suy nghĩ của tôi sẽ thay đổi. Tôi thực sự cố gắng để trở thành một học viên giỏi, nhưng tôi biết rằng mình đã biết quá nhiều nên khó mà thay đổi được. Ông ước mơ về một thế giới làm báo tự do. Ông yêu công việc nghiên cứu và viết báo, nhưng lại từ chối công việc biên tập sau ngày giải phóng. Ông đùa rằng, bất kỳ nhà báo nào được ông dẫn dắt cũng có thể bị tước giấy phép nếu như họ thực hành đúng. Ông nhận ra, ước mơ của một người không chắc đã tác động được với thế giới. Và ước mơ của ông khi về già đã được thu bé lại. Ông chỉ còn muốn mình là một chàng Tarzan sống trong rừng thẳm, cùng gia đình và lũ thú cưng. Ông thừa nhận, tôi là một điệp viên cô đơn, một anh hùng cô đơn, một người Việt Nam cô đơn. Phạm Xuân Ẩn là một nhà tình báo xuất sắc, một nhà báo xuất sắc và là một người yêu nước bằng cả sinh mệnh. Cả đời mình, ông không muốn phải chọn bất kỳ phe phái chính trị hay chế độ nào. Ông đứng về phía dân tộc, nơi ông tin rằng người Việt Nam cần phải được sống tự do và được tự giải quyết vấn đề của chính mình. Ông từng đùa rằng mình xứng đáng là tướng 5 sao, bởi ông thân thiết với cả 5 quân đội, bao gồm Pháp, Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa, Mặt trận Giải phóng Dân tộc và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Sau này, khi thân phận của ông được công bố, phần lớn những người phía bên kia chiến tuyến vẫn giữ thái độ quý mến và trân trọng dành cho Phạm Xuân Ẩn. Từ sự chân thành, trượng nghĩa mà ông đối xử với những người xung quanh, chẳng khó để người ta nhận ra vì sao ông hành động vì đất nước của mình như vậy. Spyroom xin trích dẫn một nhận xét của giáo sư Thomas A. Bates đã viết về Phạm Xuân Ẩn trên tờ The New Yorker. Ẩn là một người Việt Nam thầm lặng, một mẫu người tiêu biểu với một lý tưởng cách mạng vững vàng. Anh thường nói, anh không bao giờ dối ai, rằng anh cung cấp những bài phân tích chính trị cho báo Time mà anh đã gửi cho Bắc Việt. Anh là một người bị xẻ đôi, có lòng trung chính cao độ, một người sống với sự giả dối nhưng lại nói toàn sự thật. Không có một động cơ chính trị nào có thể khiến một con người mạo hiểm mạng sống suốt hơn 20 năm trời. Chỉ có tình yêu nước thuần túy và lòng trung thành vô điều kiện với nhân dân mới giúp một chiến sĩ cách mạng kiên trì đến như vậy. Còn bạn, bạn nghĩ sao về nhà tình báo huyền thoại này? Hãy chia sẻ cho Spyroom biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo từ Spyroom.